đấy nha mọi người. Đây là lúa anh em đang gặt nha. Đây nha mọi người nha. Bây giờ đang thu, trời không có mưa nha mọi người. Trời không có mưa thì gặt buổi tối nha. Đây anh cũng đang vui đây. Đây đó. Đây mọi người chắc. Đây nha, đây bùn ngũ rồi này. Đó, đó tranh thú đó, chân muối cắt này. Đây nha mọi người nha, anh em bắt chim nhỏ con nha. Đây là trời buổi tối mà anh em cũng đánh phù để gặt. Đây may là trời không có mưa nha mọi người nha. Bên kia có mặt trăng này. Đây này, đây chú ruồng nhé. Đó, đây chú ruồng nha mọi người nha. Đây nha. Đó, ta đây. Đây nha, mình còn vẫn con này nha. Hả? Tại sao bữa nay thì gặt buổi tối vậy? Bữa nay gấp quá gặt cho hội nông dân ở đây. Quay mặt này, quay mặt này, quay mặt này, quay này. Ở đây khoảng mấy giờ nghỉ hả? Tầm 12 giờ đêm nghỉ. Đồ khỏe hả? Mà anh em ở đây cũng đông vui nha. Làm vui lắm, mấy người lặn mây. Ờ, đúng rồi. Rất con heo luôn. Ờ, mà đây làm con heo à? Làm con heo để em làm lúa xong để nhậu chứ. Ờ, làm con vịt mà. Nhưng giờ làm con heo kìa. Đồ, đây làm con heo ở trong ruộng luôn à? Ồ, rất là. Đấy nha mọi người nha, anh em cũng đóng vui để gặt lúa nha mọi người nha. Cũng tranh thủ gặt buổi tối luôn. Đây là tranh thủ để bữa nay là không có mưa nha. Mọi người nhớ theo dõi video nha. Chia sẻ để mình được có để quay cho mọi người xem tiếp video tiếp theo nha mọi người nha. Đó đây anh em này đó. Đây nha mọi người nha, tại vì ở đây có mùi con muỗi nó cắn đấy. Đó, đúng theo. Đây chắc chắc anh em định làm một con heo nha mọi người nha. Đây cũng vui đấy. Đây cũng gặt bằng máy nha mọi người, đây nha mọi người nha. Đây coi. Đấy nha mọi người, mình hỏi mấy đó. Đây nha mọi người nha. Đây anh em bắt được một con chim nhỏ nhoi nha. Đó, chim sẻ. Ở trong đây thì nhiều con chim nha. Đó. Mùa này chứ mấy nhìn vào. Mùa này thế thôi. Không có đâu. Không có à? Mà gặt buổi tối không sợ bị mất lúa à? Ờ không sao. Đồng bào riêng đồng bào nói chung là không sao hết. À thế à? Đó là mai là làm luôn. Ờ. Đúng. Một lúa này được lắm. À. Cái lúa này nó cao mà. À. Cái cây này thôi. À, mà hôm nay tranh thủ gặt buổi tối mày đi làm gì hả? Làm chỗ khác. Ờ, làm chỗ khác à? Sợ mãi không kịp gặt à? Mãi thì gặt mãi khác nữa. Ờ. Thế à? Vậy đây. Ừ. Đây em nghe nha, đây là chủ ruộng nha. Đó, chủ ruộng hội quá mà. Sợ không xong, sợ có mưa ấy. Mà bữa nay thì không có mưa. Đó, đây nha mọi người nha. Chủ ruộng cảm thấy vui rồi. Chắc chủ ruộng làm một con heo ấy.
Bữa nay để ăn mừng cho anh em một con heo ạ. Anh đây là chú đất này. Đây là chú để vạc lúa. Đó, mỗi người một cái cục pin này, đèn pin đấy, đến đầu á. Chú ruộng này. Đấy mọi người nha, thông cảm nha. Okay, đây là mình quay lúa người đồng bào nha. Đó, đây thôi, chừng đây thôi. Đó. Thông cảm nha, đây buổi tối nha mọi người nha. Cái này đường một sao 15 bao. Đấy nha mọi người nha. Đây đây lúa bị đổ nha mọi người nha. Đó, cũng thanh thù gặt buổi tối luôn. Đây nha. Đó, thanh thù gặt buổi tối á. Ồ, gặt cũng nhanh chứ. Đây mọi người nha. Đó, thanh thù gặt buổi tối. Đây nha. Đây là sợ mãi không gặt được tại vì nó đổ sát đất quá. Đấy nha. Đây mọi người nha, tại vì anh em ở đây cũng hối quá mọi người ơi. Đó, anh em ở đây cũng tranh thủ để gặt buổi tối nha mọi người nha, sợ máy không kịp gặt ngày mai mọi người. Đây ngày mai đi chỗ khác để gặt. Đây nha. Rồi mọi người nha, vạc lúa nha. Đấy nha mọi người. Đó anh em đang đang có lúc thế à. Đây nha. Hello mọi người. Đây là anh em ở trên ở trên không phải ở bùn nha. Bên kia là anh em ở bùn. Hello mọi người, mình là hàng xóm. Đây là đầu bếp nha mọi người. Bữa nay là anh ấy làm mấy con vịt để ăn mừng cho anh em vạc lúa nha, đây nha. Hôm nay là thứ bảy, em tất đi tất đi vòng ba. Sau đây này cọ, khỏi từ sau. Đồ ông này xem cơ bắp đó. Cơ bắp nha mọi người. Rồi quay đây. Khỏi đi. Cho tôi cho. Anh em làm nó cực lắm á, bản đêm cũng làm việc này, nói chung là mệt lắm ấy, cuộc sống là vậy thôi mà. Đấy nha mọi người, ông này đi làm ở năng lượng mặt trời nha, về này tranh thủ gặt lúa, gặt lúa buổi tối luôn nha, tranh thủ gặt để xong sớm thì lại lên e súp làm tiếp năng lượng. Đây nha mọi người, mấy thanh niên thì lưỡi biếng lắm. Đó, đây là toàn là người già thôi. Đây là mấy thanh niên thì biết coi điện thoại thôi, không biết làm đâu. Mọi người nha, mình bị lười rồi. À mọi người nha. Đây là trung thu mọi người ạ. Mình làm từ sáng. Nuôi chỉ tựa đây. Nhiều sợi to hơi luôn. Đây là đầu bếp nha. Bếp làm cháo nha. Đó. Đấy nha mọi người, heo người đồng bào ấy là vậy ấy, không có chuông. Đấy nha. Đó, làm cháo cho anh em ăn để anh em vặt lúa cho khỏe. Đấy nha mọi người nha. Đây nha. Cũng chăn nuôi cũng nhiều cũng ít. Đó, đây chú ruồng hôi quá mà cứ đi miếc mà. Đó, hôi quá sợ có mưa. Bây giờ mình dừng video tại đây nha mọi người, nhớ ủng hộ video rồi mình quay tiếp cho mọi người coi video tiếp theo nha mọi người nha. Bây giờ mình tạm dừng video tại đây nha mọi người, cảm ơn mọi người nha. Dance.